Wow, một anh Sir Pickerman có áo giáp sắt mọi người ạ. À, anh này trông to và lực lượng quá. Wow, trên tay anh ý là hai cái móng vuốt này. Đó, bên này cũng là móng vuốt. Và có thêm cả một khẩu súng laser ở dưới này này. Ấy sợ chồng anh ấy hơi béo nhờ. Anh ấy có nhiều cái loa. Rồi, và hôm nay anh Sir Pickerman sẽ chiến đấu với cả Chi Man màu trắng khổng lồ. Chi Man này thì cũng rất lợi hại luôn. Có hai thanh kiếm ở hai cái tay luôn này. Ở trên ngực anh ý là cái loa, à không, có cả loa, có cả tivi. Trên tay có loa này. Đầu anh ý là cái máy quay phim. Rồi, quá xịn luôn. Bây giờ mọi người hãy dự đoán xem là anh Sir Pickerman hay là Chi Man sẽ là người giành chiến thắng. Rồi, cuộc chiến bắt đầu rồi. Chi Man đang dùng chiêu thức của mình tấn công anh Sir Pickerman. Anh Sir Pickerman cũng vô cùng lợi hại, bắn tia laser phun lửa các kiểu luôn. Nhưng mà cái thành phố này hơi chật. Đấy, chiêu thức âm thanh nữa kìa. Thành phố này chật quá. Các anh ấy đánh nhau hơi chật luôn nha. Để xem ai sẽ là người giành chiến thắng đây. Anh ấy phun lửa kìa. Ui, Sir Pickerman phun lửa. Còn Chi Man thì đang cầm thanh kiếm của mình chém anh Sir Pickerman. Quánh nhau như vậy mà nhà không đổ kìa. Ui giời, ghê chưa, chém chém. Tuy anh Sir Pickerman bé thôi nhưng mà anh rất khỏe luôn. Anh đang chống cự và chưa hề thua luôn. Sir Pickerman tuy to nhưng mà cũng bình thường thôi. Anh ấy phun lửa đầu Sir Chi Man. Đúng rồi, bắn tia laser Chi Man, bắn vào chân rồi. Chi Man bây giờ đang dùng kiếm chém chém chém. Wow, cố lên nào anh Sir Pickerman, tiêu diệt Chi Man đi. Úi giời ơi, phun lửa kìa. Chi Man lắm lắm rồi, sắp thua rồi đấy. Wow, nó cầm kiếm nó bổ, nó chém anh Sir Pickerman. Anh ấy phóng ra âm thanh tia laser các kiểu các điều để cố gắng chiêu Chi Man nhưng mà không. Không sao rồi, anh Sir Pickerman đã bị tiêu diệt rồi và anh đã bị tan thành tro. Bây giờ anh nghĩ còn mỗi cái bộ giáp thôi, còn cơ thể đã bị tan biến rồi. Úi trời ơi, nhìn này, còn mỗi cái áo giáp không. Thật không ngờ con Chi Man này nó lại khỏe như vậy.